Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 72, ngày 2, Chúa Lìa Bỏ. Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên đoạn 8 câu 7 đến câu 15. Câu ghi nhớ Ê-xê-chi-ên đoạn 8 câu 12 phần B. Vì chúng nó nói rằng Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 8 câu 7 đến câu 15. Kinh Thánh Cựu Ước trang 750. Câu 8 đến câu 15. Câu 7 đến câu 15. Đoạn Ngài dắt ta đến cửa hành lang, ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy soi vách đi. Khi ta soi vách xong thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán, hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó làm ra ở đây. Vậy ta vào xem thấy, và này, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc. Mọi thần tượng của nhà Israel đã vẽ trên chung quanh tường. Trước mặt các thần tượng ấy đứng 70 trưởng lão của nhà Israel. Giữa đám họ có Ja-a-sa-nia, con trai Sa-phan. Mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên nghi ngút. Ngài bèn phán rằng, hỡi con người, ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc khác, lớn khác nữa mà chúng nó làm. Ngài dẫn ta đến lối vào cửa nhà Đức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc. Này, tại đó ta thấy những đàn bà ngồi mà khóc tham mưu. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, thấy chưa? Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn nữa. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 12 phần B. Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Trong phần tìm hiểu, em viết chữ D đúng hay chữ S sai vào gạch cuối câu. Ông Ê-xê-chi-ên nhìn thấy những hình tượng côn trùng, thú vật gớm ghiếc vẽ trên tường, đúng hay sai các em? À, đúng. Bảy mươi trưởng lão của Israel dâng hình tượng, có nghĩa là họ dâng hương cho hình tượng. Cái chỗ này thì mình thiếu cái chữ hương nha. Dâng hương cho hình tượng, cái này đúng luôn, ở đây đúng luôn các em. Rồi, họ thờ hình tượng vì nghĩ Chúa không thấy những điều họ làm, Chúa lìa bỏ họ, đúng hay sai? À, đúng. Chúng ta biết rằng Chúa là đấng toàn tri, Chúa biết hết mọi sự và Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên họ đã sai khi nói rằng Chúa không có thấy, Chúa thấy hết mọi việc. Khi con người nhận biết Chúa luôn nhìn thấy họ, ở với họ, điều cần khi làm sai là quay lại với lòng ăn năn, nếu không thì Chúa lìa bỏ họ.
nhận biết. Khi con người tiếp tục thờ thần tượng, Chúa lìa bỏ họ, bởi vì Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng kỵ tà. Khi mà người ta tiếp tục thờ thần tượng thì Chúa sẽ lìa bỏ. Thực hành, em ăn năn ngay khi nhận ra tội lỗi em phạm, vì em sợ Chúa lìa bỏ, đó là điều kinh khiếp nhất cho em. Ngày nay khi chúng ta phạm tội thì chúng ta bị ngăn cách với Chúa, cho nên mình có phạm tội thì mình phải ăn năn và xin Chúa tha tội cho mình, và mình từ bỏ cái tội đó để rồi mình không có bị ngăn cách với Chúa. Ở đây có tấm hình một bạn thiếu nhi đang quỳ gối để cầu nguyện với Chúa. Mỗi tối em tập nghĩ lại những việc nào trong ngày em làm không đúng điều Chúa dạy, em xưng tội với Chúa. Có nghĩa là mỗi buổi tối thì chúng ta nhớ lại trong ngày chúng ta có làm điều gì không đẹp lòng Chúa thì xin Chúa tha thứ cho mình. Lạy Chúa, con xin Chúa tha tội cho con. Trong ngày con làm những điều không đẹp lòng Chúa, mình có thể xưng ra những cái tội lỗi cụ thể, ví dụ như mình nói dối, mình ăn cắp, mình nóng giận, là mình tham lam gì đó, mình xưng ra với Chúa cách cụ thể. Rồi xin Chúa cho con luôn làm theo lời Chúa dạy. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con xin Chúa tha tội cho con trong ngày con làm những điều không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con luôn làm theo lời Chúa dạy. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn làm đẹp lòng Chúa. Và khi chúng ta có điều gì không đẹp lòng Chúa thì chúng ta ăn năn để không bị ngăn cách với Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo nhé.